Vậy bỏ ra 2.100 đô các bạn đã được gì? Đầu tiên các bạn được một đôi giày có lát giày và form giày vô cùng đẹp, được cái tên tuổi thương hiệu Tom Ford khá là dân chơi, bộ da không thể chê vào đâu được, và thiết kế của đôi giày này từng chi tiết đều không có điểm trích. Đó là cái giá của 2.100 đô. Từ 1.800.000 đến 2.100.000 bỏ ra, các bạn đã có thể mua một đôi Chelsea made in Việt Nam. Nhưng để sở hữu được một đôi Chelsea như thế này, có một chữ TF nhỏ nhỏ ở đây, thì số tiền bạn phải bỏ ra là 2.100 đô, nó tương đương khoảng 43 triệu. Tại sao nó lại có câu chuyện 2.100 đô ở đây? Bởi vì đây là đôi Chelsea boot đến từ nhà Tom Ford, một trong những nhà thời trang xa xỉ. Chưa bao giờ được dùng đồ Tom Ford, nhưng cái giá tiền của đôi giày này cũng như chất lượng của nó thật là luxury đấy. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy dáng của đôi giày này rất là đẹp, và các góc cạnh, các đường nét của đôi giày này gần như là khó có thể chê được. Và nhất là phần mũi giày này, các bạn nhìn nó được vuốt cong rất là đẹp. Và đôi giày này thì sẽ có một phần cut toe ở đây để làm cho chia cắt cái phần thân giày và phần mũi giày ra, trông nó có vẻ ngành và nam tính hơn. Bởi vì cái phần cut toe này thì mọi người sẽ hay nghĩ đến giày ngành, nhưng nó là một cái điểm nhấn trên mũi của đôi giày. Phần mũi của đôi giày này cũng được gò với những cái shape rất là đẹp. Và điều đầu tiên khi mà mình bị ấn tượng với một đôi giày đó là bộ đế. Các bạn có thể nhìn thấy phần đế của đôi giày này, phần gót, phần cạnh đế ở phần này rất tỉ lệ, rất là đẹp. Tôi là người làm da và chăm sóc da thì tôi sẽ muốn nhìn bề mặt da của đôi giày nhiều hơn là những phần khác. Nhưng mà các bạn nhìn thấy ở đây, đây là một đôi giày có cái chất lượng da rất là tốt. Đến cái thậm chí là cái phần gò, phần bụng giày này mà nó cũng không tạo ra một chút nếp nhăn nào, không một chút gợn nào, thì đây là một đôi giày có da cực kỳ tốt, nó thuộc rất là đỉnh cao. Phần sau gót này cũng vậy, ôm rất là đẹp, tạo ra những cái phần hình thái shape rất là đẹp ở đây. Nếu các bạn có xem lại video của mình về một đôi Chelsea boot mà mình cảm thấy cực kỳ thích, đó là của nhà Saint Laurent, thì cái phần pulling tab này nhà Saint Laurent đưa vào bên trong và nó chỉ là một cái pulling tab bằng vải thôi. Nhưng ở đây Tom Ford làm rất điệu, có một miếng da chạy thẳng từ dưới gót lên đến phần cổ giày và nó xẻ ra ở đây, tạo thành một cái chỗ để bạn có thể xỏ tay vào, sau đó bạn kéo cái đôi chân của mình vào trong đôi giày. Đi qua phần pulling tab này, các bạn sẽ nhìn thấy một mặt phẳng, gần như mặt phẳng ở phần cổ giày. Và Tom Ford hay là Saint Laurent thì đều làm điều này cực kỳ tuyệt vời. Cộng thêm phần chun của đôi giày này cũng rất là cứng cáp, cũng rất là khỏe khoắn. Có một điều đặc biệt khi mà các nhà làm giày Chelsea boot luôn luôn để ý đến, đó chính là cái phần khoảng không ở trong cái phần chun này, thì người ta cũng tạo hình như rất là đẹp, nó không bị thừa thãi nhưng nó cũng rất là tinh tế. Đường chỉ may ở đây thì chắc chắn là rất là xịn, hai đường chỉ đó. Ở dưới đế, đôi giày này đã được dán đế bảo vệ ở Gazzano, và hình nó sẽ được chạy theo hình đế như thế này. Ở đây thì phần chữ Tom Ford này được đóng hai cái đinh đồng, nó tạo nên điểm nhấn rất là ok. Và size đây là size số 7, nhưng đây là 7 US, nó sẽ nhỏ hơn 7 UK, nó sẽ tương đương size 39. Mặc dù Tom Ford thì có một cái dáng giày khá là dài, mũi khá là dài, so với Saint Laurent thì Tom Ford mình cảm nhận là form giày to hơn, chắc hơn và có vẻ manly, đàn ông hơn. Khác với cả Saint Laurent thì đôi giày này được khâu với cấu trúc là đế Goodyear, vì vậy là các bạn có thể nhìn thấy đường chỉ lộ ở phần rãnh ở đây, đó là tạo cho đôi giày một cái cấu trúc khá là mạnh mẽ và nam tính.